10 giờ đêm thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008, Văn phòng Hỗ trợ Công nhân Việt Nam ở Mã Lai nhận điện thoại của một chị với giọng hốt hoảng. Chị cho biết cùng 3 người Việt nữa bị nhốt. Chị và một người bạn vượt rào trốn thoát được. Thế đến một cái nhà đấy thì ở tất cả người Indo lẫn Việt Nam mình thì có 4 người nữa, là chúng tôi với thấy là đánh một cái chị kia là tôi thấy là không được. Thế tôi với rủ một chị nữa lấy tên là Hà, quê ở Thanh Hóa, tôi với chị ấy nhảy rào. Thì bao nhiêu chị em Việt Nam rất khổ sở, người khóc, người tự tử, người điên, thì tôi thấy nhảy ra để tôi cứu vớt những người chị em Việt Nam. Lúc đấy thì chưa gặp được ai người Việt Nam thì chỉ nghĩ là báo cảnh sát thôi. Khi lên được trên xe buýt thì bắt thì tìm được 3 người Việt Nam. Đó là 3 công nhân Việt làm việc ở các hãng xưởng trong vùng. Họ mách cho hai chị gọi đến Văn phòng Hỗ trợ Công nhân Việt Nam để được giúp đỡ. Mấy người Việt Nam nói là thế thì chị đi lên rồi chúng em giúp đỡ. Nhân viên văn phòng lập tức gọi cảnh sát và cùng với cảnh sát đến để cứu hai chị còn kẹt lại. Qua ngày hôm sau, cả 4 chị được đưa ra sống ở một khu chung cư bên ngoài tương đối an toàn và thoải mái. Các chị đến Mã Lai để giúp việc nhà cho các gia đình bản xứ. Vừa đến nơi, công ty môi giới Mã Lai Winborn tịch thu toàn bộ giấy tờ, sách vở, điện thoại và tiền bạc của các chị. Ở nhà chủ, các chị làm việc đầu tắt mặt tối mà được ăn rất ít, bị bạc đãi và bị chửi mắng. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng. Tôi dậy là lau dọn nhà cửa, rồi quét nhà, rồi giặt quần áo. Xong là tôi ra rửa sân, rồi lau hết đồ các thứ. Khi đến 11 giờ đêm thì hôm đấy đến 9 giờ là tôi thấy đau lưng vì tôi bê một thùng quần áo to quá. Đổ xuống là tôi bị tự nhiên cái lưng nó kêu cái cắt một cái là đau, cái không làm nữa là tôi đi nằm. Lại bảo là hôm nay không làm thì không cho ăn. Thế bị đau lưng thì chẳng làm được, thế cũng chẳng làm cái gì, thế là nó không cho ăn đến mãi tầm 5 giờ ạ. Thì mình mới đi ra ngoài đi xin cơm ở nhà cái cạnh ở gần đấy mà. Thì họ cho cơm ăn đấy. Sau thời gian sử dụng nhưng không trả lương, chủ nhà trả các chị về cho công ty Winborn. Công ty này giam các chị trong một căn nhà ở khuất trong hẻm sâu, chung với nhiều người Trung Quốc và Nam Dương. Nơi đây chị Hoa bị đánh đập. Quá bức xúc, hai lần chị toan tự vẫn. Chị em muốn chị em Việt Nam thì thấy Hoa là người đau khổ nhất, thì có Hoa là bị đánh. Là môi giới đánh thôi, một người Trung Quốc đánh một người Indo đánh thôi. Có hôm tôi phải thịnh cơm không được ăn vì là họ túm bắt là tôi không cho đi tắm, bảo là tắm thì giặt hết nhiều nước, họ không cho tôi giặt. Tôi hoàn cảnh cũng nghèo, tôi ra đi tôi cũng phải lên nợ hết 10 triệu để tôi đi. Mà nhà chủ đối xử rất là khổ, ăn còn cho ăn được khoảng nửa bát cơm mà phải làm việc thì vất vả lắm. Tôi phải làm việc từ 5 giờ sáng mà đến tận 11 giờ đêm mới được đi nghỉ. Xong việc đó mới được đi đánh răng, được mặt là đi nghỉ. Cuối năm 2007, hai chính phủ thỏa thuận việc xuất cảng người giúp việc nhà từ Việt Nam sang Mã Lai. Tình trạng ô xin Việt bắt đầu lan đến quốc gia này. Đối với các cô gái ô xin, nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng rất cao vì chỉ một thân một mình sau 4 bức tường bưng bít trong nhà chủ. Cách mấy tháng, các chị mới được cho mượn điện thoại gọi về cho gia đình một lần. 5-6 tháng nay, chị điện được một lần để hỏi đến con. Gia đình tôi là rất chi là nghèo, đang còn đang công đang nợ, mà trong tay của chồng tôi thì phải nuôi mẹ già và 3 đứa con nhỏ, nên là đồng tiền nó cũng làm thì không ra tiền. Thì bởi vì vậy mà vừa rồi nghe nói là Sona tuyển người đi Malaysia đi làm kinh tế, thì tôi cũng nghĩ tôi đi để kiếm tiền, để lo cho con học hành và lo gia đình, cuộc sống cho gia đình. Và không ngờ một công ty bên Việt Nam lại nói dối bọn tôi để mang bọn tôi sang bên đây. Bọn tôi cảm thấy rất là nhục nhã, bởi vì là cái sức lao động của mình quá nặng. Mà bây giờ làm thì không có tiền lương, 6 tháng trời mà không có một đồng tiền lương nào. Không phải riêng một mình tôi và bao nhiêu chị em Việt Nam ở bên này,
cũng đều khổ sở cả. Khi các chị cầu cứu với công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, viết tắt là Sona, làm môi giới đưa các chị sang Mã Lai, thì họ không can thiệp và cũng không cho các chị về nước. Gọi điện với chồng, còn tình bên này làm các bạn làm cái hai thì bây giờ em đòi về không về được, công ty nhất định không cho về, mà bảo bây giờ anh chồng mất 15 triệu em nữa công ty cũng không cho em về. Xong anh bảo là giờ mà vất vả quá thì em không đi làm đâu, gọi em cố tình em ở đấy thì anh sẽ chạy tiền cho em về. Đầu năm 2008, Liên minh Kamsa phối hợp với tổ chức Tenaganita ở Mã Lai để lập ra văn phòng hỗ trợ công nhân Việt Nam. Văn phòng này đang can thiệp để đòi lại tiền lương cho các chị và giúp các chị hồi hương an toàn, cũng như tố cáo công ty Sona. Các chị cho biết còn nhiều trường hợp như các chị đang ở Mã Lai. Tôi cũng trông sao mà nhờ chị em và luật sư bên này để cứu vớt chị em Việt Nam để cho tôi về nước để chăm sóc ba đứa con và một người mẹ già với chồng. Hiện giờ 3 tháng nay không đi làm được nên tôi cũng muốn là một ngày thống nhất để cho tôi trở về nước. Bốn cốc nước ở đây, đúng không? Bốn cốc nước ở đây. Anh mắt dọa hù, em đừng sợ, nhưng hành hạ riêng tư. Sau lưng em, người yêu dấu vẫn chờ.